Ngày 9 tháng 6, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và cơ quan chức năng đã chứng kiến ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp của Bình Dương và đối tác Nhật Bản để phát triển khu công nghiệp thông minh, sản xuất thông minh. Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam VNTT và NTT Data, thành viên của tập đoàn NTT, một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông lớn nhất Nhật Bản, đã ký kết hợp tác. Theo đó, các đối tác Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng bắt tay để triển khai các giải pháp ứng dụng thành phố thông minh, khu công nghiệp thông minh phục vụ cho chủ đầu tư các khu công nghiệp và nhà máy chuyển đổi sản xuất. Việc hợp tác không chỉ giúp phát triển, mở rộng thị trường hai bên có lợi thế mà còn giúp chuyển giao công nghệ, đào tạo. Trong đó sẽ nghiên cứu, phát triển các giải pháp phục vụ chuyển đổi mô hình sản xuất tại hàng loạt khu công nghiệp do Tổng công ty BKMX IDC, là doanh nghiệp vốn nhà nước chi phối thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đầu tư và các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cũng tại sự kiện, Tổng công ty BKMX IDC đã ghi nhớ đặt hàng VNTT để chuyển đổi công tác vận hành các khu công nghiệp thành khu công nghiệp thông minh với các hệ sinh thái công nghiệp xanh, bền vững. Theo đó, các khu công nghiệp sẽ ứng dụng các giải pháp về nhà máy xử lý nước thải thông minh, camera an ninh, giao thông thông minh, đèn chiếu sáng thông minh và nhiều tiện ích khác. Tất cả các giải pháp này sẽ được điều khiển, giám sát, vận hành bởi một tổng hành dinh là trung tâm điều hành thông minh được đặt tại tòa nhà WTC Tower tại thành phố mới Bình Dương. Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty BKMX IDC cho biết, với kinh nghiệm gần 30 năm Bình Dương phát triển công nghiệp thành công, thì các khu công nghiệp, nhà máy cần được chuyển đổi mô hình để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng các đòi hỏi, thách thức trong thời kỳ mới. Bình Dương định hướng xây dựng các khu công nghiệp khoa học công nghệ với hàm lượng chất xám, năng suất và hiệu quả cao. Để đạt được điều đó, nhiều giải pháp về công nghệ thông minh, dữ liệu lớn được nghiên cứu và áp dụng để các doanh nghiệp cùng có cơ hội chuyển đổi sản xuất, hội nhập chủ động và hiệu quả với quốc tế.